Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị tham nhũng. Do đó đề xuất cho người phạm tội khắc phục hậu quả để giảm xử lý hình sự của Viện trưởng Lê Minh Trí cũng không nằm ngoài chính sách chung. Vào ngày 30 tháng 6, tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn năm 2012 đến năm 2022, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đề xuất giảm xử lý hình sự thay thế bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho người phạm tội tham nhũng khắc phục hậu quả. Vì theo ông Trí, cách làm này sẽ giúp thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng và thất thoát và việc khắc phục hậu quả sẽ tốt hơn nhiều. Do chủ thể vi phạm sẽ chủ động khắc phục để họ không bị xử lý hình sự nữa, do đó giúp giảm xử lý hình sự. Và theo vị viện trưởng, đây cũng là cách làm nhân văn và thuyết phục. Việc thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát do tham nhũng được Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng. Chỉ thị số 04 CTTW vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư nêu rõ, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng và kinh tế. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Chỉ thị số 50 CTTW vào ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh việc áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Xử lý nghiêm minh những cán bộ không tích cực thu hồi tài sản hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng. Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 cũng chỉ đạo chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng, áp dụng chính sách không khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng, nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc người nhận hối lộ nhưng đã tự giác khai báo và nộp tài sản trước khi bị phát hiện, chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản bị tham nhũng. Trả lời phỏng vấn của BBC News tiếng Việt, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh từ Hà Nội đánh giá, việc thu hồi tài sản bị tham nhũng tại Việt Nam cho đến nay vẫn rất eo uột. Bà Ánh chỉ ra một trong nhiều nguyên nhân khiến cho việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp khó khăn là do việc quản lý tài sản cá nhân tại Việt Nam không rõ ràng, dẫn đến việc truy vết tài sản do tham nhũng là không đơn giản. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, việc xử lý hình sự buộc bồi hoàn tiền là hướng Việt Nam chỉ định ban đầu từ trước đến nay, nhưng trên thực tế là không khả thi. Bởi vì nếu như người ta đã bị xử lý hình sự rồi, sẽ không có xu hướng càng muốn che giấu tài sản và những cách quản lý của Việt Nam về tiền bạc, tài sản thì khả năng chúng ta đòi được tiền là rất thấp, bà Ánh giải thích. Nếu không có chuyện không thể đòi được tiền thì không bao giờ có chuyện ông Lê Minh Trí phát biểu như vậy. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh nói thêm cho biết, tại hội nghị diễn ra hôm ngày 30 tháng 6, Viện trưởng Lê Minh Trí nói, làm sao để có thể thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, chiếm đoạt, thất thoát và khắc phục hậu quả tốt hơn nữa, đồng thời tăng tính năng phòng ngừa và giảm xử lý hình sự đối với người vi phạm, thì chắc là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực sẽ thành công hơn nữa. Cũng trong hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí kiến nghị Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cho chủ trương giao Ban Nội chính Trung ương hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nghiên cứu đề xuất cách làm theo hướng tăng phòng ngừa và giảm xử lý hình sự mà thay thế bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả. Trả lời BBC News tiếng Việt về đề xuất trên của ông Trí, luật sư Phùng Thanh Sơn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty Thế giới Luật pháp nêu quan điểm cá nhân không đồng tình. Ông Sơn phân tích, tham nhũng đe dọa đến sự ổn định và an ninh xã hội, xói mòn các thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến chế độ, sự phát triển bền vững. Do đó, Công ước của Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng tại chương 3 yêu cầu các quốc gia thành viên phải hình sự hóa các hành vi hối lộ, tham ô biển thủ, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi. Vì vậy, theo tôi, đề xuất này đi ngược lại với nội dung Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam đã phê chuẩn. Cũng theo luật sư Phùng Thanh Sơn cho biết, một trong những nhiệm vụ của pháp luật hình sự là chống và phòng ngừa tội phạm. Khắc phục hậu quả không phải là nhiệm vụ và mục tiêu của pháp luật hình sự Việt Nam. Do đó, đặt vấn đề khắc phục hậu quả để giảm xử lý hình sự đối với nhóm tội phạm tham nhũng, theo tôi là cách tiếp cận không phù hợp, ông Sơn nêu quan điểm cá nhân. Việc này sẽ làm cho nhiệm vụ chống và phòng ngừa tội phạm của Bộ Luật Hình sự Việt Nam không đạt được. Bộ Luật Hình sự sẽ không còn tính răn đe nữa, vì nếu phát hiện thì chỉ cần trả lại tài sản do phạm tội mà có là không bị xử lý hình sự, vị luật sư giải thích thêm cho biết. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh thì cho rằng, đề xuất của Viện trưởng Lê Minh Trí cần làm rõ hơn về thời điểm khắc phục hậu quả mới đánh giá được có hợp lý hay không.
Trong trường hợp với tội phạm tham nhũng, nếu mà người nào chủ động khai báo, chủ động khắc phục hậu quả trước khi bị phát hiện, thì cái đấy có thể được tính là hình thức giảm án, thì đấy là điều hợp lý, bà anh nói cho biết. Nhưng nếu trường hợp ra tòa rồi, kết án đến nơi rồi, thì sau đó gia đình mang nộp tiền đến để mua việc giảm án thì nó khá là bất công, như một điều sỉ nhục đối với công lý. Ông Nguyễn Đức Trung được giảm án do nộp thêm 15 tỷ đồng và nhận trách nhiệm. Pháp luật Việt Nam quy định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, việc dùng tiền bồi hoàn khắc phục hậu quả để được giảm án có phá vỡ giá trị hiến pháp của luật pháp. Luật sư Phùng Thanh Sơn cho rằng, nếu dùng tiền khắc phục hậu quả để không bị xử lý hình sự thì vô tình vi phạm nguyên tắc mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt thành phần, địa vị xã hội và đi ngược lại với nguyên tắc nghiêm trị người lợi dụng quyền hạn và chức vụ để phạm tội được quy định tại Điều 3 Bộ Luật Hình sự. Ngoài việc giúp thu hồi được phần lớn tài sản thất thoát cho nhà nước, ông Lê Minh Trí còn cho rằng đề xuất của mình sẽ giúp chúng ta không phải băn khoăn nhiều về việc phải xử lý nhiều cán bộ và đồng chí của mình, VN Express trích dẫn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, câu nói này của ông Trí khá là vô lý bởi vì nó không thể hiện sự khách quan trong việc xử lý các cán bộ tham nhũng. Có lẽ chính vì tư duy này mới có cái đề xuất như vậy, bà Ánh bình luận cho biết. Việc một người có chức có quyền như Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đưa ra đề xuất một cách công khai như vậy cũng là một hiện tượng mở đường, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh. Nếu công luận hoặc những người có quyền quyết định thể hiện sự không quá gay gắt hoặc là ủng hộ thì rất có thể có một điều luật tương tự như vậy sẽ ra đời. Còn nếu như mà không đạt được sự ủng hộ thì có thể người ta sẽ rút lại, bà Ánh phân tích. Đánh giá về luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng luật của Việt Nam trên văn bản có thể khắt khe hơn một số quốc gia khác như Hàn Quốc, nhưng hiệu quả thực tế lại chưa đáp ứng được. Luật của Việt Nam chúng ta nói thì có vẻ khắc nghiệt, nhưng chúng ta không có một biện pháp nào để thực thi chuyện đó cả. Về hình thức thì nó khắc nghiệt, nhưng thực tế thì nó lại không khắc nghiệt gì cả, bà Ánh nói cho biết. Và một điểm nữa là pháp luật Việt Nam không bảo vệ người tố cáo tham nhũng và cũng chưa có hình thức khen thưởng xứng đáng cho họ. Dù đã có luật khen thưởng tổ chức và cá nhân chống tham nhũng, nhưng cho đến nay số người được khen thưởng quá ít mà số người mắc nạn vì tố cáo tham nhũng lại nhiều hơn. Những hạn chế đó theo Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh sẽ không khuyến khích sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy vậy, bà Ánh cho rằng công chúng Việt Nam nói chung cũng nên nhìn bức tranh chống tham nhũng một cách tổng quan và khách quan hơn, chứ cũng không nên là quá nhìn vào luật trong nước. Tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đề cập đến không dám, không thể và không muốn tham nhũng như một mục tiêu hướng đến trong công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam. Theo quan điểm cá nhân của mình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng thông điệp 3-0 này vẫn còn những thách thức, khó khăn để thực hiện trong bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay. Không dám tham nhũng thì hiện tại có lẽ đang bắt đầu, nhưng chúng ta cũng biết là vì tỷ lệ tham nhũng quá cao cho nên số người bị bắt cũng giống như là xui thôi, cho nên cũng chưa đủ sợ. Tại Việt Nam, bây giờ phần không thể tham nhũng của chúng ta khá là hiếm, bởi vì nói cho cùng thì chúng ta thấy là quan nào tại Việt Nam muốn tham nhũng cũng không có gì khó khăn cả. Và điểm thứ ba là không cần tham nhũng thì không phải, vì chúng ta có thể nhìn thấy là ngay như lương chính thức của quan chức quá là thấp, trong khi đó cái quyền để số tiền qua tay của người ta lại quá là cao, và bảo không thì rất là khó, con người ai cũng có thể dễ dàng bị cám dỗ. Vào chiều ngày 21 tháng 6, phiên tòa phúc thẩm vụ án mua chế phẩm Redoxi Ba C trái quy định liên quan đến cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung tiếp tục phần tranh luận. Đáng chú ý, trong phiên xử chiều nay, hội đồng xét xử thông báo các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Trung có trình xuất với hội đồng xét xử biên lai nộp thêm 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả, ký tên vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa. Hội đồng xét xử sau đó hỏi ông Trung về số tiền trên. Cựu chủ tịch Hà Nội cho hay, trên cơ sở trao đổi trực tiếp với chị và vợ, gia đình ông thống nhất vay bạn bè và người thân gom góp được số tiền 15 tỷ đồng. Cựu chủ tịch thành phố Hà Nội đồng ý góp nộp số tiền 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Về số tiền hơn 10 tỷ đồng đã nộp tại giai đoạn sơ thẩm, ông cho biết sau khi trao đổi với chị thì đồng ý nộp số tiền này. Như vậy, tính đến nay, gia đình cựu chủ tịch thành phố Hà Nội đã nộp tổng cộng 25 tỷ đồng bằng với số tiền mà tòa sơ thẩm tuyên bị cáo phải bồi thường trong vụ án. Trước đó, tại phiên tòa vào chiều ngày 20 tháng 6, ông Nguyễn Đức Trung đề nghị tòa xem xét lại số tiền hơn 10 tỷ đồng mà chị của ông đã nộp khắc phục hậu quả thay mình, và đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo được gặp trực tiếp với chị gái để hỏi rõ số tiền này là chị gái cho hay cho vay. Hội đồng xét xử cho biết chị gái ông Trung được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo đơn, bà cho biết vì thương em trai nên vay 10 tỷ đồng để nộp với hy vọng giúp ông Trung có thể được giảm án và việc này không bàn bạc với ông Trung. Trường hợp ông Trung bị kết tội, bà vẫn tự nguyện khắc phục số tiền nêu trên và không đề nghị trả lại.
Và trước thông tin trên, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội nói, nếu có quyết định đúng đắn của cơ quan pháp luật về việc giám định thiệt hại hết bao nhiêu tiền, xin hội đồng xét xử cho tôi gặp vợ và gia đình, kể cả vay mượn tôi cũng khắc phục. Nếu tòa vẫn tuyên án, tôi vẫn chấp hành, nhưng không bao giờ chấp nhận giá trị thiệt hại mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Ông Trung tiếp tục nói và cho rằng, cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại của vụ án là hơn 36 tỷ đồng là không đúng. Trước đó, tòa sơ thẩm xác định thiệt hại trong vụ án là hơn 36 tỷ đồng và buộc các bị cáo liên đới phải bồi thường số tiền này, và trong đó cựu chủ tịch thành phố Hà Nội phải bồi thường 25 tỷ đồng. Do xuất hiện thêm tình tiết mới nên viện kiểm sát cho rằng cần xem xét lại một số vấn đề. Viện kiểm sát cho hay ông Trung đã nhận thức được trách nhiệm của mình và tác động gia đình nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, tòa cũng cho biết bị cáo Nguyễn Trực Giang và Võ Tiến Hùng đã nộp toàn bộ tiền khắc phục hậu quả. Từ đó, viện kiểm sát đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho ông Trung và hai bị cáo Giang và Hùng. Do các bị cáo đã khắc phục xong hết thiệt hại của vụ án là hơn 36 tỷ đồng, nên viện kiểm sát đề nghị hủy bỏ toàn bộ quyết định kê biên tài sản gồm 3 nhà đất của ông Trung, căn nhà của vợ chồng ông Hùng. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.